Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ bảy đầu tháng. Hôm nay mùng 6 tháng 5 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh. Chúng ta lắng nghe tin mừng và chúng ta cũng đừng quên ngày thứ bảy đầu tháng chúng ta đọc Kinh Mân Côi nhiều hơn để tỏ lòng yêu mến mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Chúng ta lắng nghe tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philippe nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy. Chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, ngày thứ 6 đầu tháng. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng là khi mà ông Philippe hỏi Chúa Giêsu rằng là: "Chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà biết được đường?" Thì Đức Giêsu đã trả lời cho tất cả các môn đệ cũng như là cho tất cả chúng ta: "Thầy là đường. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Chúng ta ghi nhớ, đặc biệt trong những lúc khó khăn, nhất là khi đối diện với cơn hấp hối. Xin Chúa là con đường dẫn chúng ta vượt qua cái chết để vào thiên đàng. Xin Chúa là con đường dẫn chúng ta vượt qua cái chết để vào thiên đàng. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì chắc chắn là ai cho chúng ta cũng sẽ có những lúc căng thẳng, có những lúc bế tắc. Thì chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu đã nói: "Thầy là đường, Thầy là sự thật, Thầy là sự sống." Xin cho chúng ta càng khó khăn thì càng biết chạy đến với Chúa Giêsu hơn. Đặc biệt hôm nay là thứ bảy đầu tháng, đầu tháng 5, tháng hoa khi Nước Mẹ nữa. Xin cho tất cả chúng ta cũng siêng năng đọc Kinh Mân Côi cũng như làm nhiều việc lành phúc đức, làm nhiều việc bác ái để tỏ lòng yêu mến mẹ Maria. Xin mẹ cũng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Rồi chúng ta lắng nghe tin mừng ngày hôm nay. Tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng được lắng nghe trong ngày lễ Thánh Gia-cô-bê Hậu, Gia-cô-bê Tiền, tức là anh ruột của Gioan Tông Đồ. Chúng ta mừng lễ vào ngày 25 tháng 7. Còn ngày mùng 3 tháng 5 chúng ta mừng lễ Thánh Gia-cô-bê Hậu, là Gia-cô-bê được Chúa gọi sau và là người anh em họ với Chúa Giêsu. Chúng ta lắng nghe bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy." Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Làm thế nào để biết Chúa Giêsu? Nghe lời Chúa Giêsu nhiều. Ngày nào cũng nghe lời Chúa Giêsu, nghe riết này, chúng ta sẽ biết Chúa Giêsu. Rồi thực hành những điều Chúa dạy, chúng ta sẽ biết Chúa Giêsu. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người, tức là ngay từ bây giờ chúng ta đã được lắng nghe lời Chúa Giêsu mỗi ngày rồi. Thì chúng ta đi lễ, chúng ta còn rước mình vào máu Thánh Chúa Giêsu nữa. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe, chúng ta mừng lễ Thánh Gia-cô-bê và Thánh Philippe đó, cùng một ngày là ngày 3 tháng 5, nên là chúng ta được nghe cái bài tin mừng này trong ngày lễ Thánh Philippe và Thánh Gia-cô-bê mùng 3 tháng 5. Ông Philippe nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Chúa Giêsu nói rằng là ai anh em biết Thầy thì anh em cũng biết Chúa Cha. Thế thì ông Philippe mới nói là: "Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha đi." Chúa Giêsu vừa mới nói là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, thì ông lại hỏi là: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Ai biết Thầy là biết Chúa Cha. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy ở với anh em. Thầy ở với anh em. Chúng ta từ khi được rửa tội thì chúng ta cũng được ở với Chúa qua lời Chúa, qua các bí tích, qua thánh lễ, qua những giờ cầu nguyện. Thầy ở với anh em. Ai biết Thầy là biết Chúa Cha.
Ai biết thầy là biết Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha. Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy, chính người làm những việc của mình. Chúa Giêsu nói là thầy không tự mình nói hay là làm cái gì cả, nhưng mà thầy nói những lời Chúa Cha nói và thầy làm những điều Chúa Cha muốn thầy làm. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Vì thế biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha, ở với Chúa Giêsu là ở với Thiên Chúa. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. Anh em hãy cứ để ý những việc Chúa làm. Thực sự thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng những việc người đời làm thì chúng ta cũng biết đấy. Và chúng ta cũng phải để ý xem những việc Chúa làm. Khi gặp một người tội lỗi, Chúa đồng bàn với họ, Chúa đâu có khinh chê. Nhưng mà đối với tất cả chúng ta, càng có một chút đạo đức thì chúng ta lại có nguy cơ khinh chê những người tội lỗi. Rồi khi gặp người nghèo thì Chúa sống với người nghèo. Ở thế gian thì khi gặp người nghèo thì né tránh. Chúng ta lắng nghe lời Chúa và chúng ta cũng để ý những việc Chúa làm nha. Những việc Chúa làm thì khác với những việc thế gian làm ha. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm. Tin vào những việc thầy làm. Thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy người đó sẽ làm được những việc thầy làm. Ai tin vào thầy sẽ làm được những việc thầy làm. Xin cho chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nói được những lời Chúa nói và làm được những việc Chúa làm. Xin cho chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con vào Chúa Giêsu để chúng con nói được những lời Chúa Giêsu nói và làm được những việc Chúa Giêsu làm. Ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu về với Chúa Cha thì những ai tin vào Chúa Giêsu còn làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa. Vì Chúa Giêsu ở bên Chúa Cha, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ làm. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Chúa Giêsu làm. Để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin điều gì thì chính thầy sẽ làm điều đó. Trong giáo hội của chúng ta, tất cả những lời cầu nguyện luôn luôn được kết thúc với câu: chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cầu xin. Chúng ta cầu xin Chúa cái gì thì cũng phải nhờ vào Chúa Giêsu là trung gian. Chúng ta cầu. Dĩ nhiên là trong tháng Đức Mẹ, chúng ta chạy đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa Cha và loài người. Vì thế chúng ta cầu nguyện cái gì thì cũng phải nại đến Chúa Giêsu và xin cái gì thì cũng phải nại đến Chúa Giêsu. Đó là tin mừng ngày hôm nay ha. Xin chúng ta có hai điều xác tín. Thứ nhất là Chúa Giêsu ở với Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu. Và cái xác tín thứ hai, nếu chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ nói được những lời Chúa Giêsu nói và làm được những điều Chúa Giêsu làm. Và khi chúng ta cầu xin thì cứ nhân danh Chúa Giêsu để cầu xin. Thì Chúa Giêsu ở bên Chúa Cha, Ngài sẽ cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, trên cơ sở bác ái của chúng con thì một tuần chúng con phát cơm hai lần. Và Chủ nhật đầu tháng thì chúng con phát gạo nữa. Phát gạo và phát những cái nhu yếu phẩm. Thì con xin được giới thiệu với cộng đoàn là ngày hôm qua là ngày thứ 6 đó. Thì chúng con cũng có phát quà trong ngày thứ 6. Đây, xin được mở cho tất cả cộng đoàn chúng. Ngày thứ 6 thì chúng con cũng có phát cơm cho những người nghèo. Con xin được giới thiệu ha. Giới thiệu những cái món ăn ngày hôm qua nghe. Để chúng ta, để cho quý vị nhân cũng biết là chúng ta làm những cái gì nha. Đó, bà con lại lấy cơm đây. Sau khi chúng con nấu xong thì là bà con sẽ đến và phát ngày thứ 6 cũng như là ngày Chủ nhật chúng con đều phát. Và mỗi một dịp như vậy là trung bình là khoảng hơn 400 phần ăn. Đây, con để như thế này cho nó dễ. Đó. Đây, hôm qua chúng con ăn gì đấy ta? À, đây là bánh này, cái phần này là phần bánh này. Còn cái chuyện này là cơm với canh.
không biết là cơm gì đó, cơm với canh, có các bà nấu ăn đây. Đó. Thỉnh thoảng thì có những ân nhân cho bánh thì chúng con sẽ phát thêm bánh, còn bình thường thì chúng sẽ con sẽ nấu một phần cơm này, canh này và thức ăn mặn hoặc là xào. Đó, các thầy nấu cơm của chúng con đó. Thế thì thứ sáu và chủ nhật ít là một tuần có 2 buổi chúng con phát cơm, người nghèo cũng sẽ có được những bữa ăn có thể nói là ngon hơn bình thường. Các gia đình nghèo thì họ ăn uống cũng đâu có cái gì đâu, thì con cũng nói với các bà bác ái rằng là thôi thì ngày thứ sáu với ngày chủ nhật thì cho họ ăn ngon một chút. Con xin được báo cáo nha. Kính thưa cộng đoàn, nếu không có quý vị ân nhân hỗ trợ thì chúng con chẳng làm được cái gì cả, nên là chúng con cũng báo cáo như vậy để quý vị ân nhân mỗi tháng 1 đồng, mỗi tháng 1 đồng, mỗi tháng 1 đồng để chúng ta chia cơm sẻ áo cho người nghèo nhé. Chắc chắn đây là cái việc mà Chúa rất là vui. À, đây có cái ông này, ông cũng là cán bộ hưu trí này, ông vui lắm, ông cục hết hai đi kháng chiến cụt hết hai chân này. Và ông cũng sống nhờ cơm gạo của cơ sở bác ái chúng con, hàng tháng đều có cơm gạo. Và thứ sáu với chủ nhật là ông ấy siêng năng lắm, chạy đến để lấy phần ăn, vì bình thường thì ông chỉ ăn bánh mì thôi, ai là ai cho gì ăn cái đấy. À, chứ còn có cái bếp cơm rất là tiện lợi. Và ở Campuchia thì con cũng dự định làm một cái bếp cơm như thế này. À, chúng ta chỉ cần 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi là còn nhiều là Chúa làm. À, con cũng thoải mái lắm, nhiều người cứ bảo ủa tài chánh ở đâu mà làm, qua nói không, cái này thì cứ 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, mỗi người 1 đồng thôi là dư dư thừa của ăn cho người nghèo. À, sắp tới nữa thì chắc là chúng con sẽ phát thêm một ngày nữa, là ngày thứ ba, là cái ngày mà chúng con kính mến cha Trương Bửu Diệp. Ô, hết à? Ai, sorry, 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 sorry. Đó. Con xin được giới thiệu một chút xíu như vậy cho cộng đoàn nghe. Kính thưa cộng đoàn, thì trên cơ sở bác ái của chúng con thì 1 tuần chúng con phát 2 buổi, trưa thứ sáu và sáng ngày chủ nhật. Đó là có những cái phần ăn cũng tạm ngon một chút để cho các người nghèo. Và ngày mai là chủ nhật đầu tháng thì chúng con sẽ phát gạo nè, mì tôm nè, dầu ăn nè, muối bột ngọt vân vân. À, thực sự thì chúng con chỉ là cánh tay của quý vị ân nhân thôi, quý vị ân nhân góp mỗi người 1 đồng, con sẽ làm bác ái cho quý vị ân nhân. Con xin được báo cáo hàng tuần, con xin được báo cáo để quý vị ân nhân cũng biết rằng chúng ta đang làm cái gì. À, và những đóng góp của chúng ta cũng đã đến tay người nghèo như thế nào. Xin Chúa và Mẹ Maria, Thánh Đa Minh cũng như Cha Francisco Trương Bửu Diệp đón nhận tấm lòng bác ái của tất cả chúng ta, đón nhận tấm lòng bác ái của tất cả chúng ta và ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta. Con xin được báo cáo đến tất cả quý ông bà và anh chị em.